Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ 31. Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 dành một ngày làm việc để tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao. Phiên chất vấn được tổ chức tại nhà Quốc hội và được kết nối trực tuyến tới 62 điểm cầu của các đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương. Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm đó là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Nhắc lại kết quả thanh tra tại 4 doanh nghiệp do Bộ Tài chính công bố vào tháng 7 năm 2023, đại biểu Phạm Văn Thịnh, đoàn Bắc Giang cho rằng tỷ lệ 70% khách hàng mua bảo hiểm hủy hợp đồng sau đợt đóng phí đầu là một con số đáng suy ngẫm và đặt ra nhiều câu hỏi. Bộ trưởng đánh giá và xử lý thế nào với trách nhiệm của các tổ chức liên quan qua kết quả thanh tra này? Có hay không dấu hiệu vi phạm pháp luật gây hậu quả thiệt hại lớn cho số đông khách hàng đã hủy ngang hợp đồng? Bộ có biện pháp gì để đảm bảo trong tương lai các doanh nghiệp bảo hiểm không có những sai phạm tương tự, nhất là trong bối cảnh hành vi cấm bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc gắn với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức đã được bổ sung tại khoản 5 điều 15 luật tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường thứ 5 vừa qua? Là trước đây là có những cái ngân hàng thương mại ấy, là khi coi gọi là nhân viên tư vấn cho người dân vay tiền thì lại hướng dẫn là mua bảo hiểm, mà lợi ích một cái ngân hàng hay là người tư vấn được hưởng rất lớn. Như năm 2023 là chiếm 27% cái chi phí tổng doanh thu, và năm 2022 là chiếm 43,8%. Thế thì cái này thì chúng tôi vừa rồi đã phối hợp với cơ quan thanh tra của giám sát của ngân hàng đã kiểm tra và đã xử lý. Khi mà tư vấn là yêu cầu trong cái luật giá và trong cái nghị định của liên quan ấy là phải ghi âm một cách đầy đủ trong quá trình tư vấn để sau này phục vụ cho cái công tác thanh tra và kiểm tra. Về vấn đề chất lượng của hợp đồng bảo hiểm, nhiều ý kiến cho rằng các hợp đồng này chưa đảm bảo được chất lượng và thường đẩy sự thiệt thòi về phía người mua. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước trả lời, làm rõ quyền lợi của người mua bảo hiểm trong vấn đề này. Trước đây thì các cái hợp đồng là có thể nói là kéo dài, có những hợp đồng hàng chục trang. Và như vậy thì cũng đã gây lên những cái vấn đề mà sơ hở khi coi người gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên là sau khi sửa cái luật bảo hiểm năm 2023 và các cái quy định có liên quan thì chúng tôi đã có một chương dành cho hợp đồng bảo hiểm để cái hợp đồng bảo hiểm nó gọn hơn, nó rõ hơn, nó chặt chẽ hơn. Trong kinh doanh bảo hiểm, vai trò của người tư vấn bán bảo hiểm rất quan trọng, song chưa có quy định rõ về chất lượng đội ngũ tư vấn viên bảo hiểm. Các đại biểu yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính làm rõ vai trò của Bộ trong vấn đề này như thế nào. Cái nhóm vấn đề này nó thuộc hành vi của người tư vấn, cán bộ thuộc công ty gọi là tư vấn để mà thực hiện cái tư vấn không chính xác, không rõ ràng, không đầy đủ thông tin cho gọi là người tham gia cái bảo hiểm. Tuy nhiên ấy là cái trách nhiệm một cách gián tiếp thì trách nhiệm của Bộ Tài chính ở đâu trong cái vấn đề này? Thì chúng tôi cũng là người gọi là cấp phép về bảo hiểm, hay là kiểm tra các cái công ty bảo hiểm. Ngoài liên quan vi phạm luật pháp, còn liên quan đến vấn đề vi phạm về đạo đức của người làm nghề nữa. Thế thì về phía Bộ Tài chính thì khi mà kiểm tra các cái hoạt động bảo hiểm của các công ty bảo hiểm, thì chúng tôi cũng lưu tâm đến các vấn đề này. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cũng cho biết về mặt quản lý, luật nghiêm cấm việc nhân viên bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo khách hàng, dùng các thủ đoạn lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để bán bảo hiểm. Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra, thanh tra khi có khiếu nại, xử phạt nghiêm minh, chuyển cho cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu sai phạm để cơ quan có thẩm quyền xử lý. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động các cấp hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Hội nghị toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam với sự tham dự của 500 nhà báo, hội viên đại diện cho 25.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đến từ tất cả hội nhà báo các tỉnh, thành, ngành, liên chi hội nhà báo trong cả nước. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023 và quý 1 năm 2024 nêu rõ, thực hiện chủ trương về công tác đối nội, đối ngoại, chương trình công tác hàng năm của Ban chấp hành hội, Ban thường vụ và Thường trực hội chỉ đạo các cấp hội tập trung nguồn lực kịp thời triển khai kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm 2023 và đầu quý 1 năm 2024,
đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giúp công tác hội trong cả nước chuyển biến tích cực. Hoạt động đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao vị trí, vai trò, hiệu quả đối với tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Năm 2024, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh tổ chức hoạt động thực tế bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, tổ chức giải báo chí quốc gia và các giải báo chí do các cấp hội nhà báo chủ trì, phối hợp tổ chức, triển khai công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hội cũng tập trung công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong năm 2025 và triển khai các hoạt động chuẩn bị đại hội các cấp, hướng tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam vào năm 2026. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có đường sắt đi qua đề nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, góp phần phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông đường sắt. Cụ thể, các địa phương khẩn trương lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt, ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương để triển khai thực hiện xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt theo kế hoạch lộ trình được phê duyệt. Thưa quý vị, sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các cơ sở đào tạo chú trọng giảng dạy kỹ năng lái xe trên cao tốc, đặc biệt là cao tốc phân kỳ đầu tư. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng giáo trình kỹ thuật lái xe căn cứ vào khung đào tạo trên các loại đường, trong đó có đường cao tốc và tham khảo giáo trình môn học kỹ thuật lái xe. Nội dung lái xe trên đường cao tốc cần thể hiện được kỹ thuật lái xe trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư, đảm bảo tính trực quan, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và thực hành đầy đủ các thao tác khi lái xe trên cao tốc. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. Yêu cầu Phòng Quản lý Vận tải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố để thực hiện và đề nghị xử lý vi phạm đối với các phương tiện do các địa phương quản lý. Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam quản lý hoạt động của phương tiện thông qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để xử lý vi phạm theo quy định. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, tránh thất thu thuế đối với xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng xe trá hình. Năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, vì vậy cần lưu ý kỹ những nội dung liên quan. Theo đó, có 4 lưu ý khi đăng ký thi, đó là thứ nhất, thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy chế mới và lưu ý phần trách nhiệm của thí sinh khi dự thi. Thứ hai, khi thí sinh cần chủ động ôn tập, bám sát nội dung được dạy ở trường và sách giáo khoa. Thứ ba, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đăng ký thi 4 bài trong tổng số 5 bài thi của kỳ thi này. Thứ tư, mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản phục vụ việc đăng ký dự thi và xét tuyển. Thí sinh cần bảo mật tài khoản này để đảm bảo không bị người khác truy cập, sửa chữa thông tin của mình. Thưa quý vị, năm học 2024-2025 này, Hà Nội có gần 135.000 học sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, nhưng cơ sở vật chất chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu, nên kỳ thi năm nào cũng trở nên cam go đối với học sinh, phụ huynh. Thời điểm hiện tại, dù khoảng 3 tháng nữa mới tới kỳ thi, nhưng nhiều phụ huynh đã bắt đầu cuộc đua giành suất học cho con tại các trường ngoài công lập như một phương án dự phòng. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập còn 3 tháng nữa mới bắt đầu. Nhưng thời điểm này, các phụ huynh đứng ngồi không yên khi phương án tuyển sinh vẫn chưa được công bố chính thức. Bên cạnh đó, kỳ thi này năm nào cũng có số lượng học sinh dự thi đông, trong khi số lượng học sinh trúng tuyển chỉ đạt gần 60%, do đó gây áp lực rất lớn đến học sinh, phụ huynh. Thực sự rất nóng bỏng. Không chỉ với các con mà ngay cả với phụ huynh, gần như đang phải chạy đua để tìm cho con một cơ hội học. Tuy nhiên thì cái cánh cửa trường công nó rất là hẹp. Thế vì vậy mà gần như phụ huynh nào mà mình biết đến thì cũng có những cái phương án dự phòng cho các con, không phải một phương án mà rất nhiều phương án. Gia đình cũng định hướng cho con làm sao tập trung vào cái trường công trước, sau đó thì dự phòng ở các trường tư. Đấy, thì đầu tiên là tập trung thi theo tham khảo các cái kết quả năm trước, sau đó cố gắng để đạt cái kết quả cao hơn hoặc là tối thiểu bằng với các cái kết quả của năm trước của các trường mục tiêu đó. Và nếu như mà không đạt được kết quả thì gia đình cũng phải dự phòng cái trường tư.
Hiện nay các trường ngoài công lập đã công bố phương án tuyển sinh và bắt đầu nhận hồ sơ. Thông thường để ghi danh, phụ huynh phải nộp phí đặt cọc với mức phí dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Đây là quy định của nhiều trường để đảm bảo công tác tuyển sinh đúng kế hoạch và hạn chế thí sinh ảo rút hồ sơ. Có con năm nay thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025, chị Nguyễn Thị Thắm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã tìm hiểu về các phương án dự phòng cho con trong trường hợp không đỗ trường công lập. Sau nhiều lựa chọn, chị quyết định đặt cọc hơn 10 triệu đồng phí giữ chỗ tại một trường ngoài công lập và chấp nhận khoản phí này sẽ không được hoàn lại nếu con không theo học. Thì con cũng tự tin, khá là tự tin với cái trường đại mẫu ấy, là con cũng có thể thi được. Thế nhưng mà bố mẹ thì bao giờ cũng có sự lo lắng riêng. Thế nên là trong ví dụ các khối, nguyên một khối lớp 9 ở trường Tây Mỗ, thì bây giờ có rất nhiều học sinh nên là bố mẹ cũng có tìm hiểu những trường dân lập đấy cho các con để có một cái biện pháp dự phòng. Thực ra thì ở đây thì không được hoàn lại. Chi phí đặt chỗ thì nó cũng rơi vào tầm 11 triệu, 11 13 triệu. Nhưng mà thực ra để mà với vào một cái môi trường an toàn và phù hợp tốt cho con thì mình cũng ok. Nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập khuyến cáo các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về các trường ngoài công lập để có sẵn phương án dự phòng, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy hoặc các trường hết chỉ tiêu khó xoay sở. Bức tranh của năm học trước là rất nhiều cha mẹ phải thức đêm hôm để có được một vị trí vào trường tư. Và vì thế mà nhà trường luôn cảnh báo với các cha mẹ rằng là cần phải bám sát về lịch trình thi tuyển sinh của các trường tư thục, các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội để kịp thời cho con em đăng ký thi tuyển hoặc là xét tuyển vào các trường này. Chưa kể đến những cái đợt thi học bổng để có thể giảm được cái mức học phí xuống, thì cái việc là nắm bắt lịch trình là một điều hết sức quan trọng đối với cha mẹ. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, một trong những điểm mới tại kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay là các trường trung học phổ thông công lập, tư thục trên địa bàn thành phố đều phải xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển sinh trực tuyến, không còn duy trì song song hai hình thức trực tiếp và trực tuyến như các năm học trước nữa. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Data Center and Cloud Infrastructure Summit, DCCI Summit với chủ đề Phát triển tương lai số bền vững. Hội nghị được Viettel IDC và các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới phối hợp tổ chức với mục tiêu phát triển thị trường trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Việt Nam. Đây là năm thứ ba liên tiếp sự kiện được tổ chức và đã trở thành điểm hẹn thường niên, nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và các nhà quản lý trong và ngoài nước và thu hút sự tham gia của hơn 1.500 khách mời. Sự kiện đã mang lại nhiều thông tin giá trị cho các tổ chức, đối tác, doanh nghiệp và người dùng công nghệ. Hội nghị diễn ra với 3 phiên chuyên đề cùng Trung tâm Dữ liệu, Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo. Các đại biểu tham dự đã thảo luận về những thông tin thị trường, xu hướng xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu trên thế giới, chia sẻ về những giải pháp phục vụ nhu cầu hạ tầng cho ứng dụng AI hay những thách thức khi đưa trung tâm dữ liệu của Việt Nam ngang tầm thế giới, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và tính bền vững. Đáng chú ý, khác với những năm trước, DCCI Summit 2024 đưa vào một chủ đề đang được nhắc đến nhiều trên thế giới, đó chính là trí tuệ nhân tạo AI. Trong thời đại bùng nổ kỷ nguyên số hiện nay, công nghệ AI được xem là động lực tăng trưởng, là vũ khí cạnh tranh, đồng thời cũng mang đến nhiều thách thức đối với các tổ chức doanh nghiệp trong quá trình hội nhập. Tại hội nghị lần này, các tổ chức doanh nghiệp có cơ hội kết nối với nhiều sản phẩm công nghệ mới, hữu ích cho các hoạt động của mình từ các nhà cung cấp hàng đầu trong nước và quốc tế. AI phát triển được như Qualcomm đã chia sẻ thì cần phải có những cái mô đồ để huấn luyện cho nó và cần những cái tài nguyên để nó tiêu tốn. Cho nên huấn luyện được một con AI nó giống như là nuôi dưỡng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành, cần phải tiêu tốn rất là nhiều tài nguyên, rất là nhiều công sức để huấn luyện để cái mô đồ đó nó chạy được và cần các cái UK cụ thể để nó chạy được. Cho nên các AI nó không thể áp dụng cho tất cả các mô hình được, mà mỗi hình mô hình cần phải có sự huấn luyện riêng và cần có dữ liệu cho các cái lĩnh vực đấy. Thì chúng tôi là một trong những nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và data center ở Việt Nam thì phải sẵn sàng nguồn lực để đón đầu những cái xu hướng bùng nổ sắp tới, đặc biệt là Gen AI. Các doanh nghiệp thì có nhiều cái sự lựa chọn. Nếu mà chúng ta có nguồn lực, có tài chính và có dữ liệu thì chúng ta cũng có thể là tự xây dựng và phát triển cái giải pháp AI của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa có thì chúng ta có thể kết hợp với các đối tác khác. Và hôm nay thì chúng tôi cũng công bố cái hợp tác giữa Qualcomm và IDC
thì cái mục đích là cũng giúp cho các doanh nghiệp triển khai AI trong cái hoạt động của các doanh nghiệp của mình. Thế thì có thể kết hợp với các đối tác để khi mà triển khai thì chúng ta giảm được cái chi phí và cái thời gian chúng ta phát triển và triển khai AI nó cũng giảm đi. Do đó là các doanh nghiệp thì tùy theo cái chiến lược về kinh doanh và cái nguồn lực, chúng ta có thể chọn cái giải pháp hợp lý cho riêng mình. Tôi đánh giá Việt Nam là thị trường có rất nhiều tiềm năng để phát triển các ứng dụng, đặc biệt như là AI trong cả phát triển kinh tế, giáo dục và y tế. Chính phủ Việt Nam cũng có rất nhiều chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài. Đặc biệt, Viettel là một nhà cung cấp các ứng dụng công nghệ lớn tại Việt Nam. Và chúng tôi thông qua đối tác đầu mối chính là Viettel IDC để triển khai các kế hoạch đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong cả phát triển các ứng dụng và tìm kiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. Trong khuôn khổ hội nghị, khách mời cũng có cơ hội tham quan và trải nghiệm khu vực gian hàng của các hãng công nghệ lớn, giao lưu cùng Human AI, VR của Viettel và khám phá trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn quốc tế của Viettel IDC dành cho AI qua công nghệ thực tế ảo VR. Đây là trung tâm dữ liệu có công suất lớn nhất tại Việt Nam đã đón những khách hàng đầu tiên trong tháng 3 này. Thưa quý vị, sức cạnh tranh của hàng Việt đi châu Âu, Trung Đông bị ảnh hưởng vì xung đột Biển Đỏ, trong đó có dệt may, cà phê và điện thoại chịu áp lực cao. Theo doanh nghiệp xuất khẩu, các chuyến hàng thông thường có hải trình từ 28 đến 30 ngày, nay mất khoảng 3 tháng. Không chỉ mất thời gian, giá cước vận chuyển đã leo thang từ 1.400 đô la Mỹ vào cuối năm ngoái lên 5.300 đô la Mỹ theo báo giá hiện tại của một container 40 feet sang Trung Đông. Ngoài ra, các ngành công nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng dễ bị gián đoạn. Việc nhập khẩu nguyên liệu thô và linh kiện bị trì hoãn có thể cản trở đáng kể tiến độ sản xuất. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, ban soạn thảo tiếp tục đề xuất hai phương án giúp bảo hiểm xã hội. Theo đó, phương án 1 gồm hai nhóm người lao động. Nhóm thứ nhất là người lao động sau 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhóm thứ hai là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật này có hiệu lực trở đi, không được áp dụng quy định rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2, điều kiện như phương án 1, người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần nhưng không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia khi có điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Quy định mới cũng bổ sung đối tượng có thể rút bảo hiểm xã hội một lần với người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Hiện nay, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chủ yếu được thanh toán khi bệnh nhân hoàn thành đợt khám điều trị tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, hiện có 5 trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, 5 trường hợp là 1. Khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. 2. Khám chữa bệnh không trình đủ thủ tục quy định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm Y tế. 3. Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. 4. Trường hợp dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế không được cung cấp hoặc cung cấp không chính xác về thông tin thẻ bảo hiểm y tế. 5. Trường hợp người bệnh không xuất trình được thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện, chuyển viện trong ngày do tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc tử vong hoặc bị mất thẻ nhưng chưa được cấp lại. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố. 6 đối tượng bị bắt có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi, đều ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vào rạng sáng ngày 15 tháng 3 tại khu vực tuyến phố Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, sử dụng hai xe máy cầm theo hung khí là hai tuyếp sắt, hàn dao phóng, đi trên các tuyến phố vắng người qua lại, chặn đường cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm tại các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng và Hà Đông. Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại, người biết thông tin các vụ việc nêu trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội tại địa chỉ số 7 Thiền Quang, Hai Bà Trưng, Hà Nội hoặc số điện thoại của đồng chí Hoàng Thế Hiển, đội trưởng đội trọng án 0983 304 879 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị, vụ cháy khu homestay trên đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chiều qua ngày 17 tháng 3 đã làm thiêu trụi một dãy 5 căn nhà tiền chế trên diện tích khoảng 1.000 m2. Do thời tiết nắng nóng, khu vực trên lại nhiều bụi cỏ khô nên đám cháy bùng lên bao trùm các căn nhà làm bằng khung thép lợp ngói. Nguyên nhân ban đầu xác định hai nhân công làm cỏ tại địa chỉ trên, đốt cỏ khô gây ra cháy lan, diện tích cỏ dại khoảng 1.000 m2, đồng thời cháy vào khung thép dãy nhà tiền chế. Căn nhà này trước đây định làm homestay do xây dựng trái phép đã bị Ủy ban Nhân dân phường cưỡng chế từ năm 2019, nay bỏ hoang không có người ở. Vụ cháy không có thiệt hại về người. Trong phần tiếp theo của chương trình, bán đảo Triều Tiên căng thẳng với động thái quân sự mới. Chiến sự Trung Đông, quân đội Israel tiếp tục không kích Syria và miền Nam Lebanon. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga vừa công bố kết quả kiểm phiếu 95,08% số phiếu bầu. Theo đó, đương kim Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu cuộc đua bầu cử Tổng thống Nga với 87,32% số phiếu ủng hộ. Ứng cử viên Đảng Cộng sản Nikolai Kharitonov về thứ hai với 4,28%, tiếp theo là ứng cử viên Đảng Nhân dân mới Vladislav Davankov với 3,85%. Ứng cử viên Đảng Dân chủ tự do Nga đứng thứ tư với 3,15%. Đương kim Tổng thống Vladimir Putin đã 4 lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Nga diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trong 3 ngày thay vì một ngày như trước đây và cũng là lần đầu tiên áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Thưa quý vị, sáng nay Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra hướng biển phía đông nước này, đúng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có mặt ở Hàn Quốc và Mỹ-Hàn đang tiến hành hàng loạt tập trận trong tháng 3. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng trong bối cảnh tiến trình đàm phán đình trệ quá lâu. Quân đội Hàn Quốc cho biết một số tên lửa tầm ngắn được phóng trong khoảng thời gian từ 7 giờ 44 phút đến 8 giờ 22 phút sáng nay theo giờ địa phương từ thủ đô Bình Nhưỡng và rơi xuống ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa và các tên lửa đã bay được khoảng 350 km ở độ cao tối đa 50 km rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước này. Vụ phóng của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh khu vực này thời gian qua diễn ra nhiều cuộc tập trận quân sự khác nhau từ cả hai phía. Triều Tiên đã tiến hành một số cuộc tập trận sử dụng vũ khí thông thường trên không và trên biển, được đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo, giám sát. Trong khi đó, ngay sau cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn thường xuyên kéo dài 10 ngày, Mỹ và Hàn Quốc lại tiến hành các cuộc tập trận mới nhằm thực hành triển khai lực lượng trong tình huống khẩn cấp ở các đảo biên giới phía Tây. Các động thái mới của Triều Tiên cũng được quốc tế đặc biệt quan tâm khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Hàn Quốc để dự hội nghị cấp cao về dân chủ với sự tham gia của đại diện khoảng 30 quốc gia. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ dự kiến sẽ sớm có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Cho Tae-yoon. Tiếp tục chiến lược hành động cứng rắn với các lực lượng chống đối trong khu vực, hôm qua ngày 17 tháng 3, quân đội Israel tiến hành cuộc tập kích tên lửa dữ dội vào Syria, đồng thời đẩy mạnh các đợt không kích vào miền nam Liban, Lebanon. Hãng thông tấn Sana của Syria cho biết, đầu giờ chiều qua theo giờ địa phương, lực lượng Israel tại cao nguyên Golan đã bắn một số lượng chưa xác định tên lửa hướng về khu vực phía đông nam thủ đô Damascus của Syria. Nguồn tin khẳng định hệ thống phòng không Syria đã bắn hạ một số quả tên lửa thù địch, song cuộc tập kích vẫn khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại vật chất. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết, mục tiêu của cuộc không kích hôm qua là hai địa điểm quân sự ở Syria thuộc vùng núi Kalamun, phía đông nam thủ đô Damascus. Theo tổ chức này, đây là cuộc không kích thứ 24 mà quân đội Israel tiến hành vào lãnh thổ của Syria trong năm 2024. Ngoài mặt trận Syria, trong ngày hôm qua, quân đội Israel còn tiến hành ít nhất 4 cuộc không kích vào 4 địa điểm thuộc khu vực miền nam của Liban. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết mục tiêu tấn công là các cấu trúc quân sự và một số đài quan sát của phong trào Hezbollah. Theo các nguồn tin khu vực, đợt giao tranh qua biên giới kéo dài liên tục hơn 5 tháng qua giữa lực lượng phòng vệ Israel và Hezbollah đã khiến 320 người phía Liban thiệt mạng, chủ yếu là thành viên Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel xác nhận ít nhất 10 quân nhân và dân thường Israel bị chết trong đợt giao tranh này.
Ngày 17 tháng 3, Liên minh châu Âu, EU và Ai Cập đã chính thức nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai thực thể có vị trí địa chiến lược quan trọng của thế giới. Lễ ký hiệp định nâng cấp quan hệ được tiến hành tại thủ đô Cairo của Ai Cập với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà NCC, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng lãnh đạo 5 nước châu Âu là Bỉ, Italia, Hy Lạp, Áo và Síp. Việc nâng cấp quan hệ cho phép EU và Ai Cập có thể mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế và phi kinh tế, nổi bật là hợp tác chống khủng bố và xử lý vấn đề người di cư. Nhân sự kiện đặc biệt này, EU đã công bố gói hỗ trợ tài chính trị giá 7,4 tỷ euro dành cho Ai Cập. Theo Bộ Tài chính Ai Cập, với gói cam kết mới từ EU, tổng hỗ trợ quốc tế dành cho nước này thời gian qua đã lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Đến hẹn lại lên cuối tuần qua, người dân Nga lại tổ chức lễ hội Maslenit truyền thống và nhằm tiễn biệt mùa đông lạnh lẽo và chào đón một mùa xuân mới tràn đầy sức sống. Đây là một trong những lễ hội dân gian vui vẻ và khó quên nhất ở xứ sở Bạch Dương. Trong lễ hội vui vẻ thường kéo dài cả tuần, người nông dân được nhảy múa, ca hát những bài dân ca vui nhộn, hào hứng quanh hình nộm khổng lồ ngùn ngụt cháy hay những chiếc xe ngựa đuổi nhau trong tiếng lục lạc vui tai. Hoạt động được mong chờ nhất lễ hội tiễn mùa đông chính là màn châm lửa đốt cháy hình nộm mùa đông. Năm nay, hình nộm được đốt là núi đen khổng lồ. Năm nay tôi đem đến lễ hội Maslenitsa hình nộm để đốt được đặt tên là núi đen. Sở dĩ đặt tên như vậy bởi khi bạn đến đây vào buổi tối, nó trông giống như một ngọn núi lớn màu đen thực sự. Trước đó chúng tôi thường xây dựng một số tòa tháp, cây cầu hay lâu đài, chứ chưa bao giờ xây dựng một vật thể nào gắn liền với thiên nhiên. Vì vậy năm nay tôi nảy ra ý tưởng muốn thể hiện một vụ phun trào núi lửa. Có thể nói, Maslenitsa là lễ hội chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc trưng nhất của người Nga. Trong suốt dịp này, những người theo chính thống giáo sẽ không ăn thịt mà chỉ dùng các sản phẩm từ sữa, bột mì, bơ, phô mát. Mặc dù theo thời gian, nhiều phong tục đã được lược bớt, giản tiện, song ý nghĩa của lễ hội Maslenitsa ở nước Nga dường như vẫn còn vẹn nguyên. Nó thể hiện những mong ước của con người về hạnh phúc, về những điều tốt lành sẽ đến sau cả một mùa đông lạnh giá. Tôi nghĩ tinh thần của lễ hội Maslenitsa vẫn là hướng tới từ bỏ những muộn phiền, u ám của năm cũ để bắt đầu một điều gì đó thật mới mẻ. Chuyển sang những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Từ ngày 19 tháng 3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ có mây đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ít mây trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ.